Hello, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Con 68 TV. Thì ngày hôm nay là, nói chung là cũng là lần đầu tiên mình với Nathan hình như là quay chung một khung hình. Và mình sẽ làm một cái loại video khá là đặc biệt, đó là video reaction. Và reaction về cái gì thì mọi người hãy cùng xem ngay sau đây nha. Như các bạn cũng đã biết là ngày hôm qua thì có một cái sự kiện, đó là review NFT bên Cybon. Thì những cái con đấy được gọi là Cyblock, cho nên nếu mà các bạn nghe mình nói chữ Cyblock trong video thì cũng đừng thắc mắc nha. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ có bạn Nathan sẽ cùng review và reaction cũng như là mở pack Cybon thử xem là nhân phẩm của tụi mình may mắn tới đâu. Ok, hello Nathan. Hello, rất là cảm ơn Jenny. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên, thật ra thì Nathan với Jenny cũng đã từng đứng chung khung hình nhưng mà không với Coin 68 TV. Nhưng mà anyway thì đây là lần đầu tiên tụi mình làm cái video reaction đối với việc là mở pack của Cybon. Thì thực chất để cho anh em thêm một số thông tin thì ngày 4 tháng 11, có nghĩa là đầu tháng này, là Cybon có mở bán IGO ở trên Binance NFT, web của Cybon, và bên cạnh đó là của GuildFi. Thì trong những ngày đó thì anh em đã giao dịch từ ngày 4 đến ngày 23, tức là tối hôm qua là được mở pack á, thì đã giao dịch rất là nhiều pack common, pack rare, pack epic. Thì lát hồi mình sẽ đi sâu chi tiết hơn là cái tỷ lệ ra Cyblock như thế nào cho từng pack. Nhưng mà nói chung á, là nếu mà anh em có để ý á, thì giá của common cũng như là giá của rare và epic đã lên khá là cao trong thời gian qua. Thì cũng không biết là liệu là hôm nay khi mà mở ra những cái Cyblock á thì giá nó có thay đổi gì hay không. Nhưng mà nếu mà anh em để ý thì trên mức giá sàn hiện tại ở các pack ở trên Binance NFT hiện tại đang là khoảng tầm 240-250 đô cho một pack common. Ok, để nói cho các bạn rõ một chút á, là cái Nathan nói là lúc mà IGO thì mình nhận được Mysterious Pack, có nghĩa là mình nhận được cái pack nhưng mà mình chưa biết đó là sẽ mở ra Cyblock gì. Nó sẽ có những cấp khác nhau, ví dụ như là đồng, vàng, bạc, platinum hay là legendary. Thì mỗi cấp nó sẽ có một cái độ gọi là hiếm và xịn khác nhau, cũng là mức giá khác nhau. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ mở ra để xem cái pack tụi mình mua nó mở ra con Cyblock thuộc loại gì đó. Thì chắc là trước khi bắt đầu mở thì mình sẽ trò chuyện qua một chút, bởi vì sẽ có một số bạn lần đầu tiên nghe đến Cybon, hoặc là những bạn đã nghe rồi nhưng mà bạn vẫn chưa clear được là Cybon là dự án như thế nào á. Thì chắc Nathan cho các bạn một số cái thông tin sơ sơ về Cybon cho mọi người hiểu ha. Ok, rồi thì anh em có thể nhìn lên cái screen thì mình có share ở đây á. Thì thực ra Cybon là một cái trò chơi, có thể hiểu, anh em có hiểu đơn giản là game bóng đá, nhưng mà mình chơi dưới dạng thẻ bài. Nó không giống như là game FIFA hay là PES nếu mà anh em có chơi. Thì thực chất đây là một cái game anh em có thể hiểu là một cái sự kết hợp giao thoa giữa Pokemon và game đá banh. Có nghĩa là anh em sẽ chơi lần lượt các thẻ bài, và mỗi con Cyblock như vậy á thì nó sẽ có hạng của nó. Thì hạng hồi nãy mình có nói á là có đồng, bạc, vàng, bạch kim hoặc huyền thoại. Rồi, và bên cạnh đó nó sẽ có những cái chỉ số ẩn, hay còn gọi là, có thể hiểu nôm na là nội tại của một cái con Cyblock. Thì mỗi con Cyblock sẽ chứa đựng một cái chỉ số ẩn và một cái nội tại riêng. Và nội tại sẽ chia thành 3 loại, đó chính là common, rare và super rare, có nghĩa là thông thường, hiếm và cực kỳ hiếm. Đó, thì cái đó là, nói chung là nó thẳng ra nhân phẩm thôi. Nếu mà anh em mở ra phát như thế nào, nó là nhân phẩm thôi ha. Rồi, vậy thì ở đây á, khi mà bán IGO á, thì anh em có thể thấy á, là mình sẽ có 3 loại pack. Đó, đầu tiên là common, rare và epic. Thì mình sẽ nhìn to lên một xíu ở đây nè. Ví dụ như common thì sẽ có tỷ lệ là khoảng 82% mở ra đồng. Thì hôm nay á, bên Coin68 TV sẽ mở một vài pack common và một vài pack rare ha. Tí là anh em cho mình coi. Thì 82% sẽ ra đồng cho common, sau đó là còn khoảng 14% cho bạc, 2 mấy% cho vàng, còn bạch kim và huyền thoại là chưa tới 1%, có nghĩa là cái tỷ lệ cực kỳ thấp. Rồi bên cạnh đó là rare đi, loại hiếm á, pack hiếm thì nó sẽ có 0% ra đồng, tức là chắc chắn là sẽ ra bạc trở lên, nhưng mà tỷ lệ ra bạc cũng rất là cao, là 73%. Và cuối cùng là pack epic á, thì thực chất á, hồi nãy mình có lên Binance NFT trước khi mà mình làm cái video này thì mình có lên xem, thì hiện tại trên Binance NFT á, chỉ có 3 pack epic được rao bán thôi, 3 pack duy nhất anh em ạ. Nên là kiểu như là cái độ hiếm của cái pack này rất là cao, và giá nó đang rơi vào khoảng tầm 30.000 đô cho một pack epic, có nghĩa là giá sàn thôi. Đó, vậy thì pack epic á thì anh em chắc chắn sẽ mở ra được bạch kim trở lên, nhưng bên cạnh đó anh em sẽ có 10% để mở ra được huyền thoại. Và nếu như mà cho anh em thêm một số những cái context á, thì huyền thoại, lát hồi anh mình sẽ show cho anh em coi cái con huyền thoại đang được rao bán trên marketplace bây giờ. Thì được chắc có 2 con đang được rao bán, một con được rao bán với giá gần 1 triệu đô và một con đang rao bán với giá 2 triệu đô.
Ok, ngày hôm qua thì mình cũng có lướt một số bạn khoe á. Khi mà các bạn mở pack ra, các bạn khoe á, thì mình thấy có một vài bạn mặc dù là mua common nha, là các bạn thấy nó chỉ có giá là 50 đô cho pack common thôi, nhưng mà các bạn có nhân phẩm kiểu như là rất là may á, mọi người mở ra được pack gold. Trời ơi, cho nên là có thể nói là ít rất là to. Thì đó là những người nhân phẩm tốt. Để xem lát nữa mình với Nathan có common nhưng mà có mở ra được gold hay là silver hay platinum không nha. Rồi, ok. Vậy thì nói chung là đây là cũng khá là nhân phẩm. Nên thôi, bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề luôn anh em. Cho mình hỏi một xíu được không? Ok. Mình có một câu hỏi đó là sau khi, cũng khá là nhiều bạn hỏi đó là sau khi mở ra rồi làm gì nữa? Tức là sau khi mở ra, ngoài việc rao bán thì không biết những cái NFT hoặc là side block này nó có cái vai trò gì trong game? Ok, tức là câu hỏi này gọi rất là hay ha. Thì sau khi mà anh em mở ra side block rồi đúng không? Thì anh em sẽ có hai sự lựa chọn. Sự chọn đầu tiên là anh em có thể mua bán ở trên marketplace, và cái marketplace này nó sẽ nằm trên trang web chính của Cybone luôn, đó chính là genesis.cybone.com. Bên cạnh đó, nếu như mà anh em cảm giác mà không muốn mua bán, trao đổi cũng không có muốn làm gì cả, thì anh em có thể giữ Cyblock đó. Và sắp tới khoảng tầm tháng 12 là Cybone sẽ ra game, và khi đó anh em hoàn toàn có thể thấy Cyblock của anh em ở trong trận đấu, có nghĩa là sử dụng con Cyblock đó đi thi đấu luôn. Và lưu ý với anh em là mỗi team á, tức là khi mà đi thi đấu sẽ phải cần ít nhất 3 side block để chơi chế độ 3v3. Sau này á, sẽ có chế độ 5v5 và maybe là có 7v7. Cái này là ở phía sau cho nên là mình sẽ thông báo với em sau. Đó. Vậy thì nói chung là anh em sẽ cần 3 side block ha. Thì lát hồi á, mình sẽ cho anh em coi cái giao diện của cái marketplace của Cybone để anh em có thể hình dung được là mình sẽ mua như thế nào và bán như thế nào. Và tất nhiên nếu như mà anh em có một team 3 con side block càng mạnh thì tất nhiên tỷ lệ thắng của anh em sẽ càng cao hơn. Tỷ lệ thắng cao hơn không có nghĩa là anh em chắc chắn thắng. Đây không là trò chơi pay to win. Đây cũng là một cái trò chơi cần anh em có rất nhiều kỹ năng. Và anh em cần phải xem nữa là ngoài chỉ số và ngoài những cái tính năng của nó ra thì nó sẽ còn cái nội tại và chỉ số ẩn nữa. Thì anh em sẽ phải cân nhắc xem coi là mình muốn build đội hình như thế nào. Ok. Vậy thì mình có thể hiểu là bây giờ mình có thể mua bán NFT của Cybone ở hai chỗ đúng không? Là một là Binance NFT Marketplace, còn hai là Marketplace của chính Cybone đúng không? Chính xác, Binance NFT là để mua pack, lưu ý là mua pack. Còn Marketplace của Cybone sẽ là nơi mà để anh em trao đổi side block khi đã mở rồi. Nó sẽ khác nhau như vậy một tí thôi. Rồi, vậy thì bây giờ chắc có lẽ là mình lên cái Marketplace của Cybone ha. Tại vì Marketplace của Binance NFT nó khá là quen thuộc với anh em rồi. Rồi, như anh em có thể thấy ở đây á, là đang có rất rất nhiều những con side block được rao bán. Thì hồi nãy á, là mình có nhờ bên đội kỹ thuật hậu cần là cho mình xem coi là tất cả các thẻ đồng này rao bán với giá thấp nhất là bao nhiêu. Thì hiện tại anh em có thể thấy là giá sàn của một con đồng là bao nhiêu trên đi ha? Mình thấy giá sàn là cũng 150 đô ha. Giá sàn là 150 đô. Mà nếu mà hồi nãy mình hồi đầu mình có nói với anh em á, là cái pack common, tức là cái pack mà có tỷ lệ mở ra đồng cao nhất ở bên Binance NFT đang là khoảng tầm 250 đô. Thì có nghĩa là nếu như mà anh em may mắn anh em mở ra được con to hơn con đồng thì anh em sẽ lợi. Và ngược lại, nếu mà anh em mở được con đồng thì coi như là sẽ hơi lỗ một xí. Nhưng mà không sao, tại vì 150 đô thì anh em cứ tưởng tượng là một team 3 con mà nhân lên 150 đô sau 450 đô. Thì đây là một cái giá rất là phù hợp để anh em có thể build một team và chơi game. Rồi, chắc là nhờ phòng kỹ thuật chuyển qua pack bạc xem ha. Bạc. Rồi, pack bạc đang là giá thấp nhất là bao nhiêu trên đi ha? Mình thấy là tầm 490 đến 500 đô, có 400 cũng có nè. 400 có nè, 490 có nè, 450 đô cũng có nè. Đó, vậy thì anh em có thể thấy á là tức là mỗi con á nó sẽ có một cái chỉ số, tức là nhờ vòng máy đi vào một con bất kỳ. Lúc nãy mình thấy 6 cái chỉ số này đúng không? Đúng rồi, 6 cái chỉ số này. Và 6 chỉ số này sẽ cực kỳ quan trọng khi anh em chơi game. Tại vì chơi game á nó sẽ dựa trên một cái thứ gọi là key events. Thì các key events này nó sẽ so sánh các chỉ số của những con side block này. Đó, cho nên là chỉ số là một phần không thể thiếu trong game. Và bên cạnh đó anh em có thể nhìn thấy cái chữ traits. Đó, traits hay còn gọi là chỉ số ẩn hoặc là nội tại. Thì nội tại này á, nó có rất nhiều loại nội tại ha. Và nó sẽ có nội tại common, nội tại rare, nội tại super rare. Thì cái này là nói chung là mỗi con side block nó sẽ có những cái nội tại riêng thôi. Thì cái này anh em có thể đọc kỹ hơn trên white paper của Cybone. Là có phiên bản tiếng Việt luôn. Rồi, vậy thì đây là bạc ha. Chắc là cho mình coi Legendary được không? Nãy giờ không á.
Wow. Wow. Đẹp quá. Rồi, hiện đang có hai con Star Legendary đang rao bán ha. Con này là đang rao bán với giá 2 triệu đô. Oh my god. Wow. Mình không biết là liệu có những tay to cá voi nào sẽ mua con này, nhưng mà nói chung á là cái con này hôm qua khi mà nếu mà anh em có theo dõi trong cộng đồng Discord của Cyborn á thì có một bạn là bạn mở được cái con này và sau này bạn jailbreak luôn. Rồi, và một con Legendary còn lại. Rồi, con Legendary còn lại đó. Đó, con Legendary này thì mình để ý là mới rao bán sáng ngày hôm nay. Rao bán với giá là 1 triệu đô. Thật sự là một con số, nếu mà tính ra tiền Việt chắc cỡ mấy căn nhà. Mấy căn nhà. Rồi, ok. Rồi, rất là cảm ơn phòng kỹ thuật ha. Rồi, thì bây giờ mình không đi đâu xa nữa thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Mình đi mở pack anh em à. Rồi, bây giờ nè, chắc Jenny có thể giới thiệu một tí về pack ha. Mình có bao nhiêu pack? Ok, cảm ơn Nathan. Jenny đang nghĩ là không biết liệu có ai bỏ 1 triệu, 2 triệu đô ra để mua một con NFT không. Nhưng mà đấy là chuyện của người bán. Ở đây mình đang có 3 pack common và 2 pack rare. Thì các bạn thấy là ở trên mỗi pack nó sẽ có đánh số khác nhau. Thì mỗi một con NFT và mỗi cái pack nó sẽ có những cái số khác nhau. Và những số này có phải là giống như Axiom này thành, ví dụ như là nó ra trước, nó được mint trước thì cái số này nó càng nhỏ ấy, đúng không? Rồi, thì đúng rồi, chính xác là như vậy. Nó sẽ có những con ID nhỏ hơn những con ID còn lại, dựa vào việc là được mint trước hay mint sau. Nhưng mà thực chất anh em, nó không giống như Axie nha. Những con mint trước thì nó sẽ thường có lợi thế hơn những con mint sau. Không phải như vậy ở trong Cyborn ha. Cyborn thì đây chỉ là một cái con số thôi, nó không ảnh hưởng gì tới việc là đấu trong game cả. Nên là nếu mà anh em có sở thích á, mà sưu tập những cái con có ID thấp thì đó cũng là một cái sự lựa chọn của anh em. Nhưng mà mình cũng phải nói với anh em luôn là cái ID đó không ảnh hưởng gì với cái trò chơi ha. Tức là nó sẽ không ảnh hưởng tới sức mạnh của một cái con side block. Ok, bây giờ mình mở comment trước hay rare trước? Comment trước đi nhở? Chắc mình mở comment trước đi. Thì bây giờ mình có 3 pack đó. Mình sẽ có pack 1769, pack 5340 với pack 820. Không biết Jenny muốn mở pack nào trước ha? Chắc mình muốn mở 820 đi. Rồi ok, mình mở 820. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại với anh em nha. Sẽ có 82% tỷ lệ ra động, còn lại là sẽ ra 17%, mười mấy phần trăm mình không nhớ chính xác nha, nhưng mà mười mấy phần trăm ra bạc, 2% ra vàng và không phần gần như là 0% ra Legendary và Platinum, nhưng cũng có tỷ lệ. Rồi, không biết cái sự may mắn của để xem nhân phẩm nha. Rồi, căng quá anh em, rụng quá anh em. Mình nghĩ là nó sẽ ra động. Cái gì vậy Jenny, chưa gì đâu. Không, nhưng mà nói chung á là ra con gì cũng được. Thực ra thì nếu như mà anh em có chơi game á thì con đồng nó cũng không có nghĩa là con đồng tệ. Nhiều khi có con đồng dis, đồng dat, có những con đồng nó có những cái chỉ số rất là mạnh luôn. Nên là đó là một những cái phần ok, còn phần chỉ số nữa. Rồi, thì khi mà mở pack á, cái này là lưu ý cho anh em luôn á, là do là BSC dạo gần đây thì có một tí hơi nghiễng, do là số lượng giao dịch khá là nhiều, cho nên là khi mà mở pack thì anh em đợi một xí, đợi khoảng tầm vài giây để cái giao dịch nó được xử lý ha. Chuẩn bị nè, chuẩn bị. Là một con đồng anh em à. Ôi, chắc là nhờ phòng máy view card detail. Bấm vô con Cyborg đó. Rồi, thì con Cyborg này có overall là chỉ số chung là 44. Có những cái chỉ số riêng khoảng tầm 20 mấy tới 30 mấy cũng được. Có chỉ số ở comment. Ok, một khởi đầu okay. Rất là suôn sẻ. Ok. Thôi bây giờ cho Nathan chọn đi. Rồi, đi. Mình mở theo số thứ tự ha. Mình thích số 1769, okay. Chắc là được. Có gì mình mở 1, 7, 6, số 1769 đi ha. Không thể nào là ba con đồng được mà. Một con đồng đập vô mặt mình luôn. Nhưng mà không sao. Nói chung là đúng chính xác. Phải sự khởi đồng này. Ok. Rồi, liệu không biết con này có nhân phẩm, có gì khác hay không. Rung anh đi. Tim đập thịt. Mặc dù có bắt comment thôi nhưng mà rồi, chuẩn bị nè. Rồi, ok.
Vậy là transaction đã được hoàn thành. Không biết con này là có. Ok, không biết con này là. Silver. Lắm tiền. Đây, một con bạc với mang số thứ tự là 5935 nha anh em. Trời con ơi. Này đẹp quá ta. Tỷ lệ ra con bạc là 17%. Không. 14-15%, nói chung là may rồi, ấm rồi, ấm rồi. Em ạ, hai con comment ra được một con bạc là ấm rồi. Okay. Em giá okay. Con bạc hồi nãy là giá sàn là khoảng tầm 400 mấy chục đô, nên là rồi giờ rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ không biết là chắc là cho thôi mình mở phát ra cho trên này. Thôi, rồi, chắc cho trên này chọn. Trên này muốn mở tiếp comment kiểu mở cho xong á. Ok luôn, ok mở luôn. Mở cho xong đi. Rồi. Đó. Comment đó của em. Ai vậy? Một con đồng, một con bạc, xong rồi bây giờ mình đi vô cái con comment cuối cùng ha. Thì không biết là nó có đi theo thứ tự không ta, không biết ra con bạc không ta. Lỡ là bạc con đi. Rồi, lưu ý lại anh em nha, là một team á, là mình sẽ cần 3 side block để có thể chơi. Thì side block này có thể là đồng, bạc, vàng nào đó, anh em tùy anh em thôi, anh em muốn như thế nào cũng được. Và khi mà mở pack á, thì anh em lưu ý là mình sẽ phải trả phí BNB, cho nên là anh em phải nhớ là có một số BNB nhất định để làm phí gas trong cái quá trình mà mình mở pack nhé. Rồi. Rồi, chuẩn bị nè. Phòng máy bấm cho giúp trên này nha. Lắc rồi. Ủa đâu mất tiêu. Ê, thường mấy cái này là dấu hiệu của mấy con Platinum Legendary nó mới dậy nha. Kiểu như là... Rồi, đúng rồi. Là không, đi có thể reload lại mình, không? Mình có thể back to my side block thử xem coi là... không, nhưng mà được một con bạc là may mắn rồi. Quê quá anh em. Nhưng mà con này á, ra được một con đồng. Có hai con đồng ha. Thì với... Rồi, bây giờ mình đi vô pack ra. Thì nãy là bên Coinsoft 8TV đã mở pack. Trong đó sẽ có hai đồng và một bạc. Vậy thì không biết là liệu bây giờ là hai rare. Rồi vì chắc là Nathan sẽ chọn một phát, rồi sau đó Jenny chọn một phát ha. Hỏi chắc cho Jenny chọn trước đi, rồi Nathan sẽ chọn phát 69 đi. Rồi bây giờ Jenny mở phát 69 ha. Rồi ok, vô luôn. Cái này tỷ lệ ra như nào ta? Quên rồi. Tỷ lệ ra chắc chắn là rare nó sẽ không ra đồng. Nó sẽ chỉ ra bạc trở lên thôi. Bạc thì nó khoảng tầm 70 mấy phần trăm. Vàng là khoảng tầm... mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà nói chung là khoảng tầm 10 mấy phần trăm nếu mình nhớ không lầm. Rồi ok, pack rare đầu tiên, pack rare của Jenny cũng có tỷ lệ là ra legendary. Tỷ lệ ra legendary phải chia cho 50-50 nha. Tỷ lệ legend của pack này cao hơn pack common nha. Đó ok, pack rare đầu tiên, con số gì đây, con số gì đây. Rồi. Một okay. Con silver. Rồi ok. Rồi cũng được. Cho là cũng được đi. Nhưng mà bác rê mở con silver là hơi chua chát một tí nha. Rồi anh em có thể mở ra cái con silver chắc là phòng nhiều. Rồi ok. Rồi cuối cùng nè. 6781 là bao nhiêu nút anh em? 6781 là 2 nút. Không, nhưng mà 2 nút là xì dách thôi, còn không, 2 nút okay. Là bài cạo thôi, còn cái này á là may mắn nha. Rồi. Nhưng mà phòng mấy? Hình như 6781 là quắc rồi. Rồi. Ok, còn một phát cuối cùng. Mình đã có 2 đồng, 2 bạc rồi. Đó. Chưa có vàng ta. Chưa có vàng, chưa có bạch kim, cũng chưa có legendary luôn, nói chung là tỷ lệ thì nói chung là cũng hên xui thôi. Để xem nhé. Hồi hộp. 2000 years later. Từ bình tĩnh chưa ha. Từ. Rồi bấm đi chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi. Hơi buồn, hơi buồn một xíu. Hơi buồn một tẹo, nhưng mà thôi không sao. Hơi buồn một xíu. Chắc có gì mình review với con pha. Còn cái con mình mới mở ra một tí ha. Con bạc vừa rồi. Ê, con này có một cái chỉ số ẩn. Cái nội tại là rare nè. Là Homeground Hero.
Nếu mà anh em muốn tìm hiểu thêm về nội tại á, thì anh em có thể lên, như mình đã nói á, là sẽ có một cái link white paper sẽ đặt ở dưới cái tiêu đề video này để anh em có thể lên tìm hiểu ha. Rồi, thì chắc chắn á, những cái con mà có rare trace như thế này nè, nó sẽ có giá cao hơn một tí so với là những cái con có common trace ha. Rồi, con này có số 6009. Ok, nhìn chỉ số cũng khá là ổn áp với anh em à. Không đùa đâu. Không, ủa, nhưng mà sao không có size block nữ ta? Không có size block nữ. Thương quá. Có mà, cái con nó đấy, size block nữ nè. Đúng không? Ủa, búi tóc phía sau. Rồi, ok. Thôi, nói chung là anyway, rất là cảm ơn anh em đã đồng hành với Coin68CV trong một ngày mở block, mở pack không quá suôn sẻ ngày hôm nay. Thật ra thì tụi mình mở tổng cộng là 5 pack, trong đó có 3 common và 2 rare, và tụi mình đã ra được 2 con đồng và 3 con bạc. Chung thì cũng được thôi. Thì đó, những cái con này sau này sẽ được build thành team. Thì nếu như mà anh em muốn thì mình có thể build thành một team 3 con side plot để mà có thể chơi game. Ok. Nãy giờ nãy giờ đã được trải nghiệm cảm giác mở pack. Vậy thì không biết là có bạn nào chúng ta cũng mở pack giống tụi mình và chúng ta cũng có những trải nghiệm như vậy không, thì có thể comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Là ví dụ như bạn mua common nhưng mà bạn mở ra vàng thì sao, có thể comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Ok, và chắc là để sum up lại một chút về video ngày hôm nay, thì nãy giờ tụi mình đã đi qua được một số ý, là mình đã giới thiệu được Sideball, cũng như là như Nathan đã giới thiệu được cái marketplace NFT của Sideblock. Thì website mình sẽ để ở bên dưới phần comment hoặc là link description cái marketplace để cho các bạn xem cái giao diện của chợ mua bán NFT Sideblock của Sideball nha. Ok, và trước khi kết thúc video thì mình muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mình quay video reaction, cho nên nếu như mà nãy giờ có một cái gì đó quá khích hay là không phù hợp thì cũng bỏ qua cho tụi mình nha. Bởi vì ngày hôm nay mình đã rất là hy vọng có thể mở ra được một con gold nhưng mà vẫn không được, chắc là do nhân phẩm chưa tới. Ok, rồi. Trước khi kết thúc thì Nathan có note gì cho các bạn không? Ok, thì nói chung là ở thời điểm hiện tại á, thì anh em hoàn toàn có thể là, cái này là quyền của anh em ha, tức là nếu anh em không muốn thì anh em có thể mua pack và để đó và mở sau cũng được. Tức là sau ngày hôm nay nè, mình có thể mở khi nào cũng được. Đó, thì anh em hoàn toàn có thể lên trên genesissideball.com để có thể mở pack. Còn trong trường hợp mà anh em không muốn mở pack luôn, ok, anh em có thể lên marketplace của genesissideball.com để mà anh em có thể mua sideblock trực tiếp. Đó, để thôi, khỏi nhân phẩm gì tầm này đó, mình cứ mua trực tiếp, mình build team để có thể chơi luôn. Rồi, và game sẽ được ra mắt vào tháng 12 ha anh em, cho nên là bây giờ anh em sẽ có khoảng tầm vài tuần, khoảng tầm 1-2 tuần để có thể build team ưng ý. Và đối với những anh em mà muốn tìm hiểu về cơ chế trò chơi, vận hành của trò chơi như thế nào, thì trên Discord của Sideball có một cái phiên bản chơi bằng chữ. Lưu ý là phiên bản chơi bằng chữ nha. Thì mục đích của cái phiên bản này là để cho anh em hiểu được là ok, trò chơi này sẽ chơi như thế nào và anh em nên build team như thế nào. Cho nên nếu anh em thực sự muốn tìm hiểu thì anh em có thể lên đây để có thể chơi thử nhé. Rồi, một lần nữa rất là cảm ơn anh em đã cùng tụi mình xem tới video, tới hết video ngày hôm nay. Sau này thì nếu mà mình có thêm pack thì bọn mình sẽ làm những cái video này nữa cho anh em. Rồi, rất là cảm ơn anh em và xin hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn mọi người, và mọi người nhớ hãy follow những kênh social media của Simon để có thể update thêm thông tin, ví dụ như là ngày giờ nào, tháng nào sẽ ra game cho mọi người chơi. Ok, mình sẽ để link social bên dưới luôn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay Jenny thật rất là vui vì thực hiện được video cùng với mọi người, và hẹn gặp mọi người những video sau. Bye bye.